Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 35 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, khi Băng Nghiên nói tới đệ nhất thần giới, lúc nào trong lòng nàng cũng chứa đầy bi phẫn. Hả? Có khoa trương như vậy ư? Ta chưa phát hiện được mà. Tần Tư có chút khó chịu. Mấy ngày nay hắn cũng có gặp qua thần vương của đệ nhất thần giới, cũng không có kiểu vừa thấy mặt là hô đánh hô giết. Ngươi chỉ mới vừa gặp qua có vài người, thần vương của đệ nhất thần giới cũng có không ít đã ẩn cư hoặc là không màng đến thế sự. Bọn họ đương nhiên không có gì để nói cả, chỉ có điều tựa như cũng giống ở thần giới thuở trước thôi. Thần vương của đệ nhất thần giới đều phân biệt bè phái và thế lực. Những người đó mỗi khi gặp mặt thần vương của đệ nhị thần giới liền tức thì thẳng tay mà chèn ép hoặc là bắt về làm nô lệ cho bọn chúng. Mới vừa rồi nếu không phải ngươi xuất hiện, ta sớm đã bị bọn họ bắt đi Thiên Tôn Thành làm nô lệ rồi. Băng Niên căm hận nói. Thiên Tôn Thành? Tần Tư thoáng trầm tư hỏi. Cái tên Thiên Tôn của đệ nhất thần giới kia có phải ở Thiên Tôn Thành không? Đương nhiên, nếu không thì làm sao có tên là Thiên Tôn Thành đây? Thiên Tôn tai họa không lường được. Người cũng biết rằng cái đệ nhị thần giới ấy đã không có bất cứ lực lượng nào. Nói đến Chu An, trên mặt Băng Nghiên hiện đầy vẻ khinh thường. Biểu cảm lộ ra trên nét mặt của Băng Nghiên bị Tần Tư hoàn toàn nhìn thấy trước mắt, vừa cười vừa nói. Xem ra hình như ngươi cùng Lôi Phạt Thiên Tôn không hợp lắm à? Băng Nghiên vừa nghe lời này lập tức đứng lên. Hợp với hắn ư? Nếu không phải hắn, thế lực ám tinh giới chúng ta tại thần giới bị sụp đổ đơn giản như vậy sao? Ta hận không thể tự tay giết hắn được. Tần Tư cả đầu toát mồ hôi lạnh. Cái cô Băng Nghiên này đúng phải gọi là tiểu nha đầu, thật đúng là bạo lực. Không nghĩ tới tên Chu An này đắc tội với rất nhiều người đấy. Chu An là ai? Băng Nghiên chau mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên Chu An. Tên gọi của Lôi Phạt Thiên Tôn, gia đình của hắn không phải họ Chu sao? Tần Tư giải thích nói. Thì ra hắn gọi là Chu An. Rất kỳ quái, như thế nào Thiên Tôn của đệ nhất thần giới cũng họ Chu? Bọn chúng có mối quan hệ gì hay không? Băng Nghiên tự lẩm bẩm. Ngươi vừa nói như thế thật đúng, thật không đơn giản như vậy. Hai gia tộc bọn chúng đều cùng mang họ Chu. Tần Tư đột nhiên cũng ý thức được chuyện này. Tự hồ trong Hồng Bông và Lâm Bông vũ trụ đều có Thiên Tôn họ Chu. Càng trùng hợp hơn chính là cả hai Thiên Tôn đều đã chết hết cả rồi. Nếu như Tần Tư biết Thiên Tôn Chu Viêm của đệ nhất thần giới đúng là vì đắc tội với nhị bá Lâm Mông mà chết, đó thật là quá mức kinh ngạc. Bất quá nói đến, trừ Hồng Mông trưởng khống giả ra, Thiên Tôn đã là một vị trí cực cao trong vũ trụ, có thể khiến cho bọn chúng rơi dụng cũng chỉ có những người như thế. Ồ, ngươi làm sao biết tên của Lôi Phạt Thiên Tôn vậy? Băng Nghiên cảm thấy kỳ dị hỏi Tần Tư. Lôi Phạt Thiên Tôn tại đệ nhị thần giới địa vị được tôn kính biết bao, đâu có mấy người biết tên họ của hắn. Mà tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là vừa mới tiến lên cảnh giới thần vương, làm sao có thể biết nhiều như vậy? Ha ha. Tần Tư đột nhiên cười vang lên, cười thoải mái đến nỗi trong lòng Băng Nghiên có chút hoảng sợ. Nên nói như thế nào đây nhỉ? Tần Tư trong lòng tự hỏi. Về Hồng Mông trưởng khống giả, loại khái niệm này không phải một thần vương bình thường có thể hiểu được. Nó là Lôi Phạt Thiên Tôn tự nói ra ư? Điều này hiển nhiên không thực tế lắm. Vì thế trước ha ha cười to vài tiếng, làm phân tán sự chú ý của Băng Nghiên. Cười đủ rồi chứ? Cười đủ rồi, mau mau trả lời câu hỏi của ta. Băng Nghiên sốt ruột nhìn Tần Tư vẫn còn đang cười to. Cái này, ồ, kỳ thật là như thế này. Phụ thân của ta cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn quan hệ không tệ, trong lúc vô tình từ nơi Phiêu Vũ Thiên Tôn mà nghe được. Tần Tư hoảng quá nói càn. Chẳng lẽ nói vai vế Tần Vũ cao hơn Phiêu Vũ Thiên Tôn một tầng? Cho dù là cùng vai vế, với tính cách của Phiêu Vũ cũng sẽ không cùng ai giao hảo. Có điều là Băng Nghiên cũng không để ý tới cái đáp án này của Tần Tư. Đối với nàng mà nói cũng còn tương đối hợp lý. Có lẽ cũng chỉ có cách như vậy mà có thể biết tên họ thực sự của Lôi Phạt Thiên Tôn. Bất quá cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn quan hệ cũng không tệ. Ý tứ đó là cái gì đây? Băng Nghiên cũng không dám tưởng tượng, kinh ngạc nói. Phụ thân ngươi bây giờ là thần vương cực mạnh của thần giới sao? Đồng thời trong giọng nói đầy vẻ vui mừng thanh thản. Ám tinh giới ta cuối cùng cũng có người tại thần giới gây dựng cơ sở rồi. Tần Tư cũng không có phủ nhận điều đó.
hắn tịnh không muốn cái vấn đề này dây dưa thêm nữa, chỉ là nói: Băng Nghiên, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi gặp mấy người bằng hữu của ngươi sao? Lúc nào thì đi? Băng Nghiên từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại, hăng hái lên nói: Ngươi còn nôn nóng hơn ta, được rồi, vậy thì chúng ta đi. Dứt lời, nàng xoay người lại liền biến mất. Tần Tư nhìn ra được đó không phải là thuấn di, chẳng qua là tốc độ quá nhanh tạo thành ảo giác của mắt nhìn, thần thức vẫn có thể thấy rõ phương hướng phi hành của Băng Nghiên. Xem ra chúng ta họ Tần và họ Chu cũng thật là có duyên, đi đến chỗ nào đều có thể trở thành đối thủ của nhau. Tần Tư trong lòng thầm nghĩ, đồng thời thuấn di một cái tới đúng bên cạnh Băng Nghiên đang phi hành, có chút kinh ngạc hỏi: Băng Nghiên, chúng ta thuấn di có phải sẽ nhanh hơn nhiều không? Băng Nghiên thầm hít sâu một hơi, cả người lộ ra vẻ hớn hở, giữa cơn ngây ngất hướng về Tần Tư giải thích: Ta thích phi hành, thích cảm giác khi phi hành. Chẳng qua nếu không phải lâm vào tình huống đặc thù, ta cũng sẽ không dùng thuấn di để chạy đi. Sau đó nàng nhắm mắt lại, cảm nhận sức gió vô tận lướt qua thân thể của chính mình. Nghiên nhi, nếu như chúng ta luôn luôn có thể phi hành như vậy sẽ tốt biết bao, không có chênh lệch của cảnh giới, cũng không có ràng buộc của gia tộc. Thanh âm của người tên Thiên dường như đang vang lên bên tai. Hồi đó bọn họ có thể kết thành phu phụ cũng chỉ là cùng nhau tại không trung phi hành mà thôi. Tần Tư cũng không chú ý, một giọt nước mắt theo khóe mắt của Băng Nghiên chảy xuống. Băng Nghiên, ý ta muốn nói phi hành thì không có vấn đề gì cả, ngươi cũng nên nói cho ta biết cần phải phi hành bao lâu chứ? 10 ngày thôi. Băng Nghiên mở mắt nhìn vào Tần Tư, một đầu tóc vàng óng. Thiên, đây là chuyển thể luân hồi của ngươi sao? Nếu như không phải, các ngươi tại sao giống như thế này? Vì sao hắn cũng là nửa người của ám tinh giới vậy? 10 ngày. Tần Tư quát to một tiếng: Chúng ta hay là thuấn di đi, thời gian 10 ngày chỉ sợ rằng sẽ bị người khác tìm được ta. Băng Nghiên sửng sốt: Không, trước theo ta phi hành một thời gian 2 ngày, chỉ 2 ngày, sau đó chúng ta thuấn di trở về. Đã lâu rồi không có loại cảm giác yêu đương giống như khi trở về cùng chung với Thiên thuở xưa. Tần Tư không biết phải làm sao, bất quá cũng không đỡ cự tuyệt với nàng, lập tức đồng ý, cải biến ký tức một chút, hai người kề vai phi hành. Có một chuyện ta muốn hỏi. Sau một lúc trầm mặc, Băng Nghiên mở miệng nói. Tần Tư cười một tiếng: Hỏi đi, có vấn đề gì? Nếu ta biết, nhất định đều nói với ngươi. Phụ thân ngươi tại thần giới rất mạnh phải không? Giọng nói của Băng Nghiên có chút bi thương, lúc nàng nói chuyện cũng không có nhìn Tần Tư. Để tỏ vẻ tôn trọng, Tần Tư cũng không có dùng thần thức thăm dò nét mặt của Băng Nghiên. Đúng, rất mạnh. Người cùng Phi Vũ Thiên Tôn quan hệ rất tốt ư? Coi như là vậy đi, Phi Vũ Thiên Tôn và phụ thân ta đích xác quan hệ không tệ. Tần Tư cũng không biết nên trả lời như thế nào. Giọng nói của Băng Nghiên đột nhiên thay đổi, kinh nghi hỏi: Vậy ngươi làm sao có thể chết được? Ta... Tần Tư thiếu chút nữa từ không trung té xuống. Chính mình làm sao chết, dù sao vẫn không thể nói cho nàng biết chính mình còn chưa có chết đi. Làm sao vậy, phản ứng mạnh như vậy? Băng Nghiên nhìn thấy rõ ràng biến hóa của Tần Tư, không giải thích được tra hỏi. Không, không có việc gì. Nói đến có tên thần vương không biết trời cao đất dày, thừa dịp ta không cẩn thận đột kích bất ngờ mới giết chết đi. Bất quá sau đó phụ thân của ta lập tức đã bắt hắn hủy diệt rồi. Không ngờ ta mới vừa lên đến tầng thứ 9 đã cùng tên gia hỏa đó đốt chát một trận, dùng hồng mông linh bảo đánh chết nó. Lúc này mới bại lộ sự việc trên người của ta có hồng mông linh bảo. Hả? Băng Nghiên với dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: Đúng rồi, hồng mông linh bảo của ngươi từ đâu tới đây? Tại sao người khác chết đều không thể mang theo binh khí đến đây, còn ngươi lại có thể? Tần Tư cả người bắt đầu toát mồ hôi hột. Xưa nay đều nói lòng hiếu kỳ của nữ nhân rất trầm trọng, nhưng lúc này thì quá sâu sắc cũng không hợp lúc thì phải. Ê, cái này ta sẽ nói với ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần cũng không được nói cho người khác biết. Tần Tư ra vẻ trịnh trọng nói: Ngươi yên tâm, ta tuyệt không nói với bất luận kẻ nào. Băng Nghiên nói ra lời thề chân thành: Hồi đó khi ta mới chào đời, Phiêu Vũ Thiên Tôn đã tặng cho ta một phần quà tặng, đúng là một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo, có thể do ta tư chất ngu độn chăng? Kiện hồng mông linh bảo đó ta luyện hóa rất nhiều năm cũng chưa hoàn toàn luyện hóa thành công. Sau này khi gặp lại Phiêu Vũ Thiên Tôn có chút mới lạ, Thiên Tôn hắn lại tặng thêm cho ta một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo nữa, mà còn có một loại phương pháp đặc thù, đem hồng mông linh bảo tất cả đều dung nhập vào linh hồn lạc ấn của ta.
tốc độ luyện hóa của ta tăng nhanh. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, ta lại đem Hồng Mông Linh Bảo theo đến nơi này. Tần Tư chính là bịa chuyện thông suốt. Cái chuyện gì không hợp lý, lôi Thiên Tôn ở trên cao ra là hợp lý ngay. Dù sao bọn thần vương này căn bản là không biết Thiên Tôn có cái thần thông nào. Hả? Băng Nghiên dường như có điều suy nghĩ, hả lên một tiếng. Tần Tư! Cái gì? À, không có việc gì. Băng Nghiên vốn là muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Băng Nghiên, có thể hay không trước tiết lộ một chút đi, ngươi muốn giới thiệu người nào cho ta vậy? Tần Tư hỏi, còn Băng Nghiên chỉ là yên lặng phi hành, căn bản không để ý gì tới Tần Tư. Băng Nghiên! Tần Tư nói lớn tiếng hơn một chút, vẫn chưa trả lời. Băng Nghiên! Lại nói lớn hơn một chút nữa. À! Băng Nghiên bị dọa cho hoảng sợ, nhìn nét mặt Tần Tư liền biết ngay chuyện gì xảy ra, hướng về Tần Tư cười cười ngượng ngùng. Thật xấu hổ, ta có chút thất thần rồi. Băng Nghiên tóc theo gió vờn bay, trên mặt có chút ửng đỏ, lại thêm vào một nụ cười nhận lỗi ấy, Tần Tư vậy mà lại nhìn thấy có chút ngẩn ngơ, vội vàng ép chế chính mình lấy lại tinh thần. Băng Nghiên, ngươi nói ngươi muốn giới thiệu người nào cho ta vậy, có thể hay không trước tiết lộ một chút đi. Băng Nghiên tươi cười nói, lộ trình bất quá còn có 2 ngày, tới nơi rồi ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Tần Tư im lặng không nói, tận trong đáy lòng lại rất chờ mong. Nói về tại tầng không gian này tất cả đều là thần vương, nếu Băng Nghiên nói là muốn mang hắn đi gặp bằng hữu, điều đó cũng đúng với ý nghĩa là chính mình sau này không còn phải đơn độc chiến đấu nữa. Tần Tư im lặng không nói, tận trong đáy lòng lại rất chờ mong. Nói về tại tầng không gian này tất cả đều là thần vương, nếu Băng Nghiên nói là mong muốn mang hắn đi gặp bằng hữu, điều đó cũng có ý nghĩa là chính mình sau này không còn phải đơn độc chiến đấu nữa. Thời gian 2 ngày rất nhanh trôi qua, khi nhận được sự đồng ý của Băng Nghiên, hai người không phi hành nữa, chỉ một lần thuấn di. Vốn lộ trình một thần vương phải mất 8 ngày phi hành, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi là tới nơi. Đây là một sân cốc cùng với nơi Tần Tư lựa chọn không giống nhau, đúng là cảnh sắc ở nơi này tốt hơn rất nhiều. Thần thức quét qua một vòng, liền phát hiện bên trong sân cốc có một dãy phòng ốc giản dị. Về phần có bao nhiêu người, Tần Tư không dám khẳng định. Hắn cũng không dám nói trong phạm vi thần thức của hắn có thể tra dò được tất cả các thần vương bên trong. Tiểu Băng Nghiên đã trở về, như thế nào còn dẫn theo cả tiểu bằng hữu, ước ngàn năm trôi qua, cuối cùng nghĩ thông suốt rồi sao? Một thanh âm già nua từ bên trong sân cốc truyền đến. Thân ảnh hai người lại nhoáng lên một cái, liền đã đi tới trước mấy gian nhà tranh, thấy một vị lão giả đang cười ha hả nhìn bọn họ. Nhị gia gia! Băng Nghiên cung kính kêu lên, nhưng lại không nghe ra bất cứ giọng điệu nào, không có chút tình cảm nào trong đó cả. Ồ, lão giả kia thở dài. Nghiên nhi, nhiều năm trôi qua như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không chịu tha thứ cho ta sao? Nghiên nhi không dám. Băng Nghiên mặc dù nói không dám, nhưng vẫn như cũ, trong giọng nói ấy không hề có tình cảm. Tần Tư trong nháy mắt đã hiểu được, giữa Băng Nghiên và lão nhân này khẳng định có cái mâu thuẫn gì đó. Băng Nghiên, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi gặp mấy người bằng hữu sao? Vị này là... Tần Tư ở bên cạnh hòa giải nói. Người ta muốn giới thiệu không phải ông ta. Băng Nghiên lạnh lùng nói, đồng thời đưa tay kéo Tần Tư vượt qua đi vào bên trong. Bọn họ mới vừa đi, một gã đại hán xuất hiện phía sau của lão nhân. Nhị thúc, Nghiên nhi được ta cưng chiều hư quá rồi, người không nên chấp nhặt ý tưởng nông cạn của nó. Lão nhân chưa có quay đầu lại, thoáng cười gượng nói, Băng Hiền, thật ra nói đến cũng là ta không đúng, trước đây nếu không phải ta quá thành kiến, Nghiên nhi cũng không quay lại hận ta. Nhị thúc, mọi việc đều đã qua rồi, Nghiên nhi sẽ hiểu thôi. Đại hán tên là Băng Hiền, cũng chính là phụ thân của Băng Nghiên, khuyên giải nói, hiểu rõ ư, ta thấy người cần phải hiểu chính là ta. Lão nhân cúi đầu trầm tư một chút rồi nói, chẳng lẽ ngươi không thấy sao, nó dẫn theo một tên tiểu tử, có lẽ hắn chính là chuyển thế của thiên, nói cũng không chừng. Nhị thúc, đừng suy nghĩ nhiều quá, sự tình của Nghiên nhi sau này sẽ đều do nó tự quyết định đi. Lúc này Tần Tư và Băng Nghiên đứng trước cây dâu. Tần Tư kinh ngạc phát hiện ra đang đối mặt với 3 người, thần thức không còn có tác dụng, mắt có thể nhìn thấy nhưng thần thức căn bản lại không phát hiện được chút nào. Tần Tư, để ta giới thiệu cho ngươi, vị này là sư tổ của long tộc Ngũ Trảo Kim Long, Ngao Phương. Băng Nghiên chỉ vào một người toàn thân lân giáp màu vàng lên tiếng giới thiệu.
sư tổ của ngũ trảo kim long. Tần Tư cả đầu nhức nhối, không nghĩ tới mấy người bằng hữu Băng Nghiên muốn giới thiệu cho hắn vai vế đều rất cao. Tiểu tử hảo, trước khi các ngươi đến, tiểu nha đầu đã chuyển tin cho chúng ta, nó là muốn giới thiệu bằng hữu cá biệt cho chúng ta biết. Không tệ, không tệ. Ngao Phương nhìn từ trên xuống dưới Tần Tư một hồi, lại nhìn Băng Nghiên một chút, đến khi mặt hai người đều đỏ dần mới bỏ qua. Vị này là ngũ thải thần phượng Lam Diệp. Băng Nghiên lại chỉ vào người nữ duy nhất trong ba người nói tiếp. Lam Diệp bản thể mặc dù là phượng hoàng, nhưng lại cùng phượng hoàng thông thường không giống nhau. Nàng vốn chính là phượng hoàng được sinh ra tại thần giới, mới vừa được sinh ra liền có thực lực tiếp cận đến thượng phẩm thần nhân. Đối với Lam Diệp, Băng Nghiên nói đến trong giọng nói đầy vẻ kính yêu. Lam Diệp trên thân mặc một bộ y phục lông chim năm màu, vô luận thân người và y phục đều xinh đẹp phi thường, thậm chí có thể nói vẻ xinh đẹp đúng là có chút hoa lệ. Đứng ở trước mặt ngươi, khiến cho ngươi căn bản không dám tin tưởng đây là một người đang sống sờ sờ. Ngươi nhìn cũng không tệ. Lam Diệp trang nhã đưa tay ra, Tần Tư có chút sững sờ, không vì cái gì khác, chính là vẻ đẹp xinh đẹp ấy có phần lộng lẫy của Lam Diệp, ngẩn ngơ đưa tay ra, lắp bắp nói, ngươi cũng không tệ. Lam Diệp tay che miệng nở nụ cười khanh khách, hướng về Băng Nghiên nói, Nghiên Nhi muội muội, cái tiểu bằng hữu này của muội rất là có ý tứ. Băng Nghiên mặt đỏ lên, vội vàng đẩy Tần Tư một cái, tiếp theo chỉ vào người sau cùng nói, vị này là Ám Điện Bằng Vương Phương Sùng, là một loại siêu cấp thần thú, rất hiếm thấy. Tần Tư nhìn người nọ, một thân khôi giáp hắc sắc, không ngờ cũng lộ ra vẻ anh tuấn bất phàm, chỉ có điều là giữa hai hàng lông mày luôn hiện ra nét u sầu nhàn nhạt. Phương Sùng. Tần Tư suy nghĩ một chút, cái tên gọi này như thế nào quen thuộc như vậy. Người rất tốt, chuyện của ngươi Băng Nghiên đã nói với chúng ta trên đường đi, mới vừa mới tấn cấp thần vương, đảm thức giai câu, lòng gan dạ và sự hiểu biết đều rất tốt đẹp. Không tệ, không tệ. Phương Sùng đem đến cho Tần Tư một loại cảm giác thân thiết, giống như là trưởng bối đang cùng hậu bối nói chuyện vậy. Phương Sùng, người là Phương Sùng. Tần Tư chợt kêu to lên, khiến cho những người khác giật nảy mình. Phương Sùng chính mình cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, ta là Phương Sùng, có chuyện gì sao? Tần Tư hưng phấn không kiềm nén được, vòng tay ôm lấy Phương Sùng quay quay mấy vòng, tiếp đó tự hồ có chút gì đó không xác định được hỏi tiếp. Ám Điện Bằng Vương Phương Sùng. Phương Sùng không hiểu nguyên cớ vì sao, chỉ có thể lần nữa gật gật đầu mạnh mẽ khẳng định nói, đúng vậy, ta đích thực là Phương Sùng. Vậy ngài có phải hay không khi còn sống đã cưới một cô gái ưng tộc làm vợ? Tần Tư ổn định lại một chút, tiếp tục cạn hỏi Phương Sùng, mà ngay cả cách xưng hô cũng từ người biến thành ngài. Nghe được câu hỏi của Tần Tư, Phương Sùng nét u sầu giữa hai hàng lông mày càng thêm dày đặc, suy tư hồi lâu rốt cục vẫn gật gật đầu. Phương Sùng, không nghĩ tới lại xui khiến ta ở chỗ này gặp được ngài. Tần Tư đúng là hưng phấn đến nỗi tình cảm bộc lộ cả trong lời nói. Phương Sùng Ám Điện Bằng Vương cùng một cô gái ưng tộc kết hợp sinh ra một biến dị siêu cấp thần thú dị thường là Hắc Vũ, hiện tại cũng chính là tam thúc của Tần Tư. Người biết ta? Phương Sùng lục soát trí nhớ khi còn sống, tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm được tin tức nào về mối tương quan với Tần Tư này, chỉ có thể từ nơi Tần Tư tìm kiếm đáp án. Không biết. Tần Tư trả lời rất dứt khoát. Nhưng mà ta biết con của ngài biến dị siêu cấp thần thú Hắc Vũ, đó chính là trước khi ngài chết đã liều mạng mở ra bức tường không gian phóng thích hài tử đi vào hạ giới. Cái gì? Lúc này đến phiên Phương Sùng kinh hãi, chỉ thoáng chốc nắm chặt hai bàn tay Tần Tư kích động hỏi, người nói là người biết con ta, con ta Hắc Vũ, còn có người nói hắn là cái gì, biến dị siêu cấp thần thú ư? Này Phương... Tần Tư vừa định gọi Phương Sùng lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Dựa theo vai vế, chính mình hẳn phải gọi Phương Sùng là Tam Gia Gia. Chẳng qua là cách xưng hô này... Tam Gia Gia. Tần Tư suy nghĩ hồi lâu mới bật kêu lên, nếu như sau này có cơ hội gặp lại phụ thân cùng Tam Thúc cũng sẽ không mất đi lễ nghĩa. Lúc này không riêng gì Phương Sùng, tất cả mọi người thậm chí ngay cả Băng Nghiên cũng đều sửng sốt. Ngươi... Phương Sùng có chút mơ hồ, hoàn toàn bối rối. Tam Gia Gia, ngài hãy nghe ta nói,
con ngài Hắc Vũ cùng cha của ta là kết bái huynh đệ, thứ hạng là lão tam, ta gọi Hắc Vũ là tam thúc, cho nên... Thì ra là như thế. Mọi người chợt hiểu ra, Phương Sùng nói: Tần Tư à, sau này cũng đừng gọi như vậy, chúng ta nhận thức đặc biệt khác thường, nơi hỗn tạp này người gọi ta Phương đại ca là được. Phương Sùng mất đi vẻ âu sầu, giữa hai hàng lông mày hướng về Tần Tư cao hứng nói: Ồ vậy... Tần Tư nhất thời không thốt thành lời. Chính mình nếu cùng Phương Sùng sinh huynh gậy đệ, vậy cho dù là Tần Vũ cũng nhỏ hơn hắn một tầng. Cái gì mà cái này cái kia, bà mụ mụ, đúng là một chút khí khái nam tử cũng không giống. Phương Sùng tiếp tục nói: Vậy mới đúng nha. Phương Sùng cao hứng vỗ vỗ vai Tần Tư: Đúng rồi, con của ta bây giờ thế nào? Tam thúc bây giờ rất tốt, bất quá lúc đầu tất cả mọi người không có nghĩ đến ngài cùng cô gái ưng tộc kia kết hợp sinh ra được một biến dị siêu cấp thần thú, gần như tốt đẹp hoàn toàn, có được tất cả ưu điểm của ám điện bằng vương, còn có được tốc độ của kim sĩ đại bằng, thêm nữa có được lực phòng ngự dị thường. Hết thảy chuyện về Hắc Vũ, Tần Tư cũng là từ phụ thân kể chuyện xưa cho huynh đệ hắn mới hiểu được rõ tần tường. Hảo, hảo a. Trên mặt Phương Sùng hiện lộ vẻ vui sướng sôi nổi, chẳng qua chỉ trong nháy mắt đã lại khôi phục nguyên dạng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm thở dài nói: Nếu có thể có cơ hội cùng Hắc Vũ nói lên tình phụ tử thì tốt rồi. Còn có... Tần Tư nói tiếp: Tông Duyên đã bị Tam Thúc giết chết, coi như là thay cho ngài báo thù. Hả? Phương Sùng thản nhiên cười nói: Hắc Vũ, đứa nhỏ này thật đúng là rất khá. Nói xong lại không nói gì nữa, cúi đầu từ từ chìm vào dòng suy tư. Tần Tư không dám nói cho Phương Sùng biết Hắc Vũ lúc đang là thiên thần đã có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, Hắc Vũ hôm nay lại đã là thiên tôn của Tần Bông vũ trụ. Lão Long, Tiểu Lam, Nghiên Nhi, Tần Tư. Phương Sùng giọng nói nhàn nhạt đem tên bốn người tất cả đều đọc một lần. Bốn người không rõ nguyên cớ vì sao đều nhìn Phương Sùng với nét mặt đầy nghi hoặc. Ta quyết định rồi, hôm nay tất cả mọi nỗi băn khoăn cũng đã chấm dứt, ta dự định sống lại luân hồi. Có lẽ chỉ có như vậy ta mới có thể gặp mặt thê nhi của mình. Giọng nói của Phương Sùng rất bình thản nhưng lại lộ ra vẻ kiên quyết vô cùng. Ngươi thật sự muốn vứt bỏ hết thảy những gì hiện có sao? Ngao Phương nhìn chằm chằm vào mặt Phương Sùng, hy vọng từ trong đó tìm ra một chỗ sơ hở. Lam Diệp với ánh mắt tỏ ý khen ngợi cười cười nói: Dựa theo ý nghĩ của bản thân mà làm sao, chỉ cần ngươi nhớ ký bọn bằng hữu chúng ta là được rồi. Băng Nghiên không nói gì, chỉ là dùng một loại ánh mắt không cam lòng nhìn Phương Sùng. Những người này mỗi một người đều là bạn tốt của nàng, tận trong đáy lòng nàng không mong muốn bất cứ người nào rời đi. Đại não của Tần Tư xoẹt xoẹt, tức thì lọt vào một mảng rỗng không. Luân hồi trước đây thần vương Thuyết Thành đã nói qua, lôi phạt thiên tôn thiếu chút nữa nhập vào con đường luân hồi súc sinh, nhưng là làm sao mới có thể sống lại luân hồi đây? Điểm này Tần Tư suy nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Phương đại ca, người nói nơi này có thể lựa chọn sống lại luân hồi sao? Tần Tư muốn đem chuyện này hiểu rõ. À, người mới tấn thăng thần vương nhưng cái không biết còn rất nhiều. Phương Sùng nhìn Tần Tư nói: Chúng ta cũng đã qua hơn 10 vạn năm mới biết được ở tầng không gian này có một chỗ gọi là luân hồi. Chỗ luân hồi đó giống như một dòng nước xoáy vậy, chỉ cần đứng ở gần nơi đó thì sẽ phải chịu một lực hút mãnh liệt cho đến khi đem người hút vào trung tâm của vòng xoáy mới dừng lại. Đó tức là nơi gọi là luân hồi. Ở trung tâm vòng xoáy tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng đại biểu cho tính mạng của cá thể sau khi chuyển sinh, cộng lại cũng có 6 loại. Thế là được người ta gọi là lục đạo luân hồi. Cũng vì cái điểm cá biệt mới lạ ấy của mỗi tầng mới sinh ra lục đạo luân hồi, cho nên nếu muốn chuyển sinh thì phải ở trong vô danh không gian này tu luyện đến cảnh giới thần vương. Nhưng thật sự tu luyện đến thần giới cảnh vương cũng sẽ có rất ít người sẵn lòng sống tại luân hồi. Bất luận ở chỗ nào có thể tu luyện thành thần vương nhất định trẻ lại một chút, mà một khi tu luyện thành là thần vương, đối với chân nguyên toàn thân cũng là một sự lĩnh ngộ của pháp tắc. Quả thật không có mấy người nguyện ý vứt bỏ đi hết thảy, lựa chọn sống lại từ lúc sơ khai. Vì lẽ đó Ngao Phương mới vừa rồi hỏi ta là có chịu vứt bỏ tất cả những gì hiện có hay không. Vứt bỏ thần vương cảnh giới ư? Tần Tư cũng sững sờ, đồng thời tự hỏi hoán đổi chính mình có dũng khí hay không đi sống lại tại luân hồi. Đáp án rất rõ ràng, hắn không mong muốn. Phương đại ca, ta muốn đi xem thử lục đạo luân hồi kia.
Tần Tư nói: "Ngươi muốn đi xem lục đạo luân hồi ư? Không được." Phương Sùng nghiêm túc nói. Tần Tư sửng sốt, hắn có thể từ biểu hiện trên mặt Phương Sùng nhìn ra sự nghiêm túc của Phương Sùng, không giải thích được, khó hiểu hỏi: "Phương đại ca, có vấn đề gì sao?" "Hấp lực của lục đạo luân hồi không phải ngươi có thể chống lại được. Hồi đó Lôi Phạt Thiên Tôn một mình ngã lọt vào con đường chuyển sinh cầm thú của lục đạo luân hồi, cũng phải nhờ tất cả thần vương của Chu gia cùng với các thần vương của bát đại gia tộc còn sót lại đó cùng hợp lực với nhau mới gắng gượng kéo Lôi Phạt Thiên Tôn trở lại được. Mà ngươi có biết khi đó bọn chúng cách lục đạo luân hồi bao xa không?" Phương Sùng vẫn không nói gì. Ngao Phương ở một bên nói. Tần Tư lắc đầu, đối với cái loại này hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. "Đúng 3 vạn dặm. Hơn nữa ở trong vòng 3 vạn dặm của lục đạo luân hồi tuyệt đối không thể nào thuấn di được." Ngao Phương nói đến đây trong giọng nói vẫn còn lộ ra vẻ kinh hãi. "Lục đạo luân hồi thần thức hoàn toàn tra xét không được. Muốn xem rõ ràng hình dạng của lục đạo luân hồi chỉ có thể dùng mắt thường. Mà cho dù chúng ta trở thành thần vương, mắt có thể nhìn được xa, nhiều nhất cũng chỉ là 3 vạn dặm. Mà nếu như ngươi đến gần lục đạo luân hồi 3 vạn dặm, ta đây có thể khẳng định, trừ phi có hơn 10 vị thần vương cùng kết hợp ra tay, nếu không ngươi tất nhiên cũng bị cuốn vào luân hồi." 3 vạn dặm. Tần Tư trong lòng khiếp sợ, khoảng cách 3 vạn dặm đã bắt đầu có lực hấp dẫn lớn như vậy, lớn đến nỗi thần vương cũng không thể chống lại được. Lục đạo luân hồi này thật đúng là kinh khủng. Cái tên Chu An gì đó, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta sẽ đem hắn ném vào lục đạo luân hồi. Băng Nghiên khi nghe đến tên của Lôi Phạt Thiên Tôn, khí giận lúc này không còn chỗ chứa bùng phát ra. "À, Nghiên Nhi muội muội, thời gian cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, có một số việc muội làm sao cứ giữ trong lòng không thể quên đi vậy?" Lam Diệp ở bên cạnh nhìn Băng Nghiên cười nói, đồng thời ánh mắt còn cố tình lướt nhìn Tần Tư một cái. Hiển nhiên đúng là một lời nói ẩn chứa hai ý nghĩa. Băng Nghiên mặt đỏ lên hăm dọa: "Lam tỷ tỷ, nếu như lại giễu cợt tiểu muội không giữ mồm giữ miệng, tiểu muội cũng buộc lòng phải đem tất cả chuyện về Lam tỷ tỷ dốc hết ra mới được." Hiển nhiên hai người đều đã biết không ít việc riêng tư của nhau rồi. Lam Diệp cũng biến sắc, giả vờ cả giận nói: "Xem ngươi dám." Băng Nghiên ngoảnh mặt về phía Lam Diệp, vừa lè lưỡi ra tỏ vẻ thị uy: "Huynh đệ, ngươi dự định lúc nào đi?" Ngao Phương đi tới trước Phương Sùng nói: "Chỉ mấy ngày nữa thôi, một khi nỗi lòng đã ổn thỏa, ta cũng không cần phải giữ lại phần trí nhớ này nữa. Trọng lịch luân hồi cũng có lẽ là một cơ hội mới." Phương Sùng nói: Ta cắt ngang một chút." Tần Tư chợt nói: "Phương đại ca, có chuyện ta muốn cùng ngươi bàn bạc riêng." "Hả?" Phương Sùng thoáng sững sờ, lập tức cười nói: "Được, Tần Tư, tiểu huynh đệ, nói đến có thể giải quyết được mối băn khoăn trong lòng ta, cũng may mắn là nhờ có ngươi cả đấy." "Ồ, Phương đại ca, đừng nói vậy, chúng ta tìm một chỗ riêng để trò chuyện đi." Phương Sùng gật gật đầu, tiến lên phía trước dẫn đường, hai người một trước một sau đi vào một gian nhà lá. "Làm cái gì, chuyện gì còn muốn giấu giếm chúng ta đây?" Băng Nghiên ở phía sau bất mãn lẩm bẩm. Vào phòng, Tần Tư quan sát một vòng trên dưới trước sau, nhìn thử xem trong phòng này có cái trận pháp gì hay không, có thể ngăn cản sự dò xét của thần thức. Phương Sùng mỉm cười, tiện tay vung lên, một bức bình phong vô hình ngăn cách giữa không gian trong phòng và không gian bên ngoài, không cho lan truyền ra ngoài, hướng về Tần Tư nói: "Tần Tư tiểu huynh đệ, lúc này có thể nói được rồi, có cái bí mật gì muốn nói với ta đây?" Tần Tư dùng thần thức dò xét bức bình phong không gian kia một chút, yên lòng: "Phương đại ca, ngài không nên đi sống lại tạo luân hồi. Ta có thể nói cho ngài biết, địa vị của Tam Thúc bây giờ cao cao tại thượng. Cho dù ngài sống lại luân hồi, có thể cùng Tam Thúc đoàn thụ cùng một chỗ, việc thực hiện cơ hồ là không thành vấn đề. Nếu như ngài bây giờ thực sự đi sống lại tạo luân hồi, nói thật từ trong thâm tâm, tiểu đệ nhận thấy đó chẳng qua là trốn tránh thôi." "Trốn tránh ngư?" Phương Sùng trao mày. "Tần Tư, người có biết ta tại vô danh không gian này si dài bao lâu rồi không? Ta chết lúc ta vẫn còn là thất cấp yêu đế, nhưng bây giờ ta đã là thần vương, thậm chí là thần vương đã lĩnh ngộ được một phần thời gian gia tốc. Người biết điều này phải trải qua bao nhiêu năm không? Ta nếu là trốn tránh đã sớm có thể đi sống lại tạo luân hồi rồi. Nói không chừng sau khi chuyển sinh, ta bây giờ cũng đã tu luyện tới cảnh giới yêu đế. Mà tất cả những điều này chỉ vì ta còn vướng víu rất nhiều mối ưu tư. Nếu là lựa chọn trốn tránh, ta sớm đã có thể lựa chọn rồi." "Không." Tần Tư vẻ mặt nghiêm túc, lắc lắc mạnh đầu.
Phương đại ca, cho dù ngươi chuyển thế tu luyện đến thần vương, thậm chí là cảnh giới thiên tôn, lại có ra làm sao? Chẳng lẽ người có thể nhớ lại hết thảy những việc ở kiếp trước sao? Nhìn vẻ sững sờ của Phương Sùng, Tần Tư nói tiếp: Không thể, ngài chỉ có thể lấy một cái thân phận hoàn toàn mới để sống trong thế giới hiện tại đó thôi. Cho dù gặp được con của ngài, cũng có thể là thuộc về phía địch nhân, và lại chính là người tưởng muốn là được sao? Phương Sùng lại cười cười: Tần Tư tiểu huynh đệ, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, nhưng thật ra trong mắt của ta, nỗi lòng một đời này đã giải quyết xong, cũng không có cái gì đáng để lưu luyến. Sống tại luân hồi cũng là một sự lựa chọn, không sai vậy. Tần Tư thần bí cười một tiếng: Phương đại ca, nếu ta nói ngài còn có thể lần nữa gặp lại tam thúc các vũ của ta thì sao? Cái gì? Phương Sùng chỉ cảm thấy đầu óc chính mình một trận choáng váng. Người nói ta còn có thể gặp lại được con của mình sao? Tần Tư trịnh trọng gật đầu nói: Ta không dám nói là chắc chắn, nhưng đích xác có khả năng như thế. Tần Tư vừa nói xong, giơ tay ra tập trung khí, xoát một cái cắt vào làn da trên cánh tay mình, nhất thời một tia máu màu đỏ chảy ra, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, vết thương trên tay Tần Tư liền khép lại, tựa như không có gì xảy ra vậy. Màu đỏ, đúng là máu màu đỏ, ngươi... Phương Sùng kinh ngạc nhìn Tần Tư, lời nói phát ra cũng có chút cả lăm. Người như thế nào lại có máu màu đỏ? Mọi người của cái không gian này, bất kể người bình thường cũng vậy, hay là thần vương thiên tôn, trong cơ thể đều lưu lại dòng máu màu xám mới đúng cơ mà. Tần Tư cười một tiếng nhìn Phương Sùng nói: Phương đại ca, ta tiết lộ ngọn nguồn cùng ngài, kỳ thực ta cũng không có chết, mà là thông qua một loại thông đạo đặc thù tiến vào cái không gian này. Mặc dù cái thông đạo này ở đâu và làm sao để mở ra ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng cha của ta còn có đại bá, nhị bá, khẳng định sẽ có thể nghĩ ra biện pháp để tới đây. Tần Tư đối với phụ thân Tần Vũ kính ngưỡng tận trong đáy lòng, hắn chỉ quả quyết trên đời này không có sự việc gì phụ thân hắn làm không được. Phụ thân của ngươi? Phương Sùng sừng sốt: Ta chỉ nghe Băng Nhiên tiểu nha đầu nói phụ thân của ngươi cùng phía Vũ Thiên Tôn quan hệ thân thiết, nó đến đối với ba vị thiên tôn ta gặp cũng chưa từng gặp qua. Phương Sùng cười giễu một tiếng: Lúc hắn chết chỉ là thất cấp yêu đế, đừng nói thần vương thiên tôn, chính ngay cả thần nhân cũng chưa thấy qua một người. Đến khi tới vô danh không gian này, dựa vào thời gian vô tận ngắn ngủi mấy ngàn vạn năm liền đạt tới thần vương cảnh giới, cái này nếu như phát sinh tại Lâm Mông vũ trụ lại là một kỳ tích. Phương đại ca xin yên tâm, đối với thực lực của phụ thân ta, ta không tiện tiết lộ nhiều. Đơn giản mà nói, ta bây giờ cho dù có được 10 kiện nhất lưu hồng mông linh bảo cũng không hơn một phần vạn của phụ thân ta. Tần Tư không có tiết lộ thân phận của phụ thân là hồng mông trưởng khống giả, bất quá cho dù có tiết lộ, với cảnh giới của Phương Sùng bây giờ cũng hoàn toàn không cách nào hiểu được bao nhiêu. Để so sự mạnh mẽ nổi bật của Tần Vũ, Tần Tư không thể làm gì khác hơn là lấy bản thân mình bình thường của mình để so sánh. Phương Sùng hoàn toàn không nói lên lời, một thần vương nắm trong tay 10 kiện nhất lưu hồng mông linh bảo còn không bằng một phần vạn người ta, bản thân lại cùng phiêu vũ thiên tôn có mối quan hệ thân thiết, thân phận đó còn dùng lời để nói nữa sao? Chẳng trách mới vừa rồi Tần Tư nói thân phận của Hắc Vũ bây giờ đúng là cao cao tại thượng đây, bây giờ xem ra đích xác là như thế. Phương Sùng không biết sự tồn tại của hồng mông trưởng khống giả, đối với ông mà nói thiên tôn đã là trình độ cực cao của vũ trụ rồi. Mặc dù Tần Tư không có nói rõ ràng, nhưng Phương Sùng đơn giản cho rằng do miêu tả của Tần Tư với đầy vẻ kính trọng, phụ thân của hắn chắc chắn là thiên tôn rồi. Còn như hắn mới vừa rồi nhắc tới đại bá, nhị bá, khẳng định địa vị mỗi người cũng đều giống nhau. Thiên tôn đích xác có lực lượng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ba người thiên tôn liên thủ, nó không chừng thật sự có thể tìm được phương pháp nối thông hai không gian này. Được, Tần Tư tiểu huynh đệ, ta nghe lời ngươi. Phương Sùng hạ quyết tâm. Tần Tư cười thỏa mãn, chờ tới khi nào phụ thân tìm được cái không gian này, nhìn thấy mình tìm được phụ thân của tam thúc, phần thưởng chắc là không thể thiếu được. Tần Tư chính là như vậy, luôn luôn lạc quan, còn chưa biết lúc nào mới có thể thoát khỏi cái không gian này, cũng đã bắt đầu suy nghĩ phải đòi hỏi phần thưởng nào mới tốt. Thiên Tôn Thành, đệ nhất thần giới, lãnh địa của Chu gia, trái ngược với thành trì của tầng thứ 7, Thiên Tôn Thành này xem ra chỉ có thể coi là một loại mê hoặc lòng người. Nhưng chính hơn 100 vị thiên tôn sống ở trong Thiên Tôn Thành này cũng là mê hoặc người ta.
tầng thứ 9 và tầng thứ 7 không giống nhau. Thế lực của Thiên Tôn Thành hoàn toàn không cần xâm nhập ra bên ngoài, chỉ cần một câu nói, cả đệ nhất thần giới đều muốn quỵ lụy Chu gia, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chu An dẫn theo Chu Yểm, xác thực phải nói là Chu Yểm dẫn theo Chu An xuất hiện ở ngoài Thiên Tôn Thành. Dựa theo sự phân phó của Chu An, Chu Yểm tập trung thần nguyên lực đem thanh âm truyền vào Thiên Tôn Thành. Đệ nhị thần giới Chu gia, Chu An cùng con Chu Yểm đến đây bái phỏng. Chu Viêm, thiên tôn của đệ nhất thần giới, trước khi hai người vừa tới ngoài cửa thành đã chú ý lâu năm nay, thần thức trong nháy mắt tập trung vào Chu An, đối với Chu Yểm cũng không chú ý lắm. Ra ra, cháu ngoại của Chu Viêm, thần vương Chu Bình cung kính hướng vào bên trong nói: đệ nhị thần giới Chu An cùng con đến đây bái phỏng, ngài xem. Để cho bọn họ vào đi, dẫn thẳng đến chỗ này của ta là được rồi. Đợi cho Chu Bình đi xuống, khóe miệng Chu Yểm lộ ra vẻ cười nhàn nhạt: Chu An, người cuối cùng cũng tới rồi. Hai cha con Chu An một mực chờ ở bên ngoài thành. Không lâu sau, Chu Bình đích thân từ trong thành đi ra, đi tới trước hai người, mặt không chút biểu lộ tình cảm hỏi: các ngươi chính là Chu An và Chu Yểm sao? Ở tầng không gian này, tất cả mọi người đều biết Thiên Tôn Thành, tên của Chu Viêm thật ra hiếm người biết đến, nhưng không có ai không biết Thiên Tôn Thành thành chủ Chu Bình, một thần vương sớm đã lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. Vị này chính là thần vương Chu Bình sao? Chu An với vẻ mặt tươi cười cung kính hướng về Chu Bình nói: đúng, đi theo ta. Chu Bình rất ít lời, nói thẳng ra mục đích của mình. Chu An dành cho Chu Yểm một chút thể diện, hai người cùng nhau sánh bước đi theo sau, trong chớp mắt đã tới chỗ của Chu Viêm. Ra ra, người đã dẫn tới, tôn nhi xin cáo lui. Chu Bình chợt thay đổi thần sắc trên mặt, hướng về cửa phòng cung kính nói: tốt, Chu An, phụ tử các ngươi vào đi. Chu Viêm vừa dứt lời, cửa phòng ấy đã mở ra. Chu An kéo Chu Yểm một cái, hai người cúi mình đi vào phòng Chu Viêm. Bất thiếu tử Chu An, bái kiến phụ thân. Chu An vừa vào phòng lập tức quỳ rạp xuống đất, khiến cho Chu Yểm bên cạnh thật sự bị dọa cho phát khiếp. Đối với biểu hiện của Chu An như thế, Chu Viêm không có bất ngờ chút nào. Chu An, nói đến ngươi thật sự đúng là rất bất hiếu. Sự bại vong của Chu gia ta thật là có một nửa coi như là của ngươi ban tặng. Chu Viêm không biểu lộ gì trên nét mặt, tiếp tục nói: cũng rất kỳ quái, ngươi làm sao có thể chết được mà còn mất hết toàn bộ tu vi. Người có năng lực như thế cũng không nhiều lắm, là Phiêu Vũ hay là sư tôn Lâm Mông của ngươi? Nói đến Lâm Mông, trong mắt Chu Viêm lóe lên một đạo hàn quang. Chu An lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, trong đầu không khỏi nhớ lại tiền căn hậu quả của thuở trước. Đúng vậy, Chu An vốn là con của thiên tôn Chu Viêm đệ nhất thần giới, nhưng Chu Viêm đối với đứa con trai này cũng có chút thành kiến. Bản thân Chu An cũng không có tinh thần cầu tiến, bất kể là tư chất hay là tu vi, ở trong đám đệ tử cùng trang lứa đều là đứa kém cỏi nhất. Người tu chân từ trước đến nay luôn có quan niệm cường giả vi tôn, tu vi của Chu An kém cỏi, tư chất chênh lệch, tự nhiên sẽ có không ít người đồng lứa khi dễ vũ nhục. Ở điểm này, Chu An, cái tên thiên tôn đấy cùng với Liễu Hàn Thư có phần giống nhau. Những bức xúc ấy trong gia tộc khiến cho lòng Chu An sinh ra hướng phản bội, nương nhờ vào hai thầy trò lúc ấy đang nổi dậy thần tốc tại thần giới là Lâm Mông và Phiêu Vũ. Thực lực của Lâm Mông nổi lên nhanh như tên bắn, khiến cho Chu Viêm trong lòng sinh ra cảnh giác. Giai đoạn khởi đầu của Lâm Mông và Phiêu Vũ, vừa khéo Chu An bái Lâm Mông làm thầy. Hắn nói cho Lâm Mông biết rất nhiều bí mật của Chu gia. Sau nhiều lần tu luyện gặp trắc trở gian nan, Lâm Mông rốt cuộc công pháp cũng đại thành, giết chết Chu Viêm. Cùng lúc đó, một kích phá vỡ đệ nhất vũ trụ, mới có Hồng Mông ngẫu nhiên hiện thân hỗ trợ. Lâm Mông sư tôn của ngươi không phải đã từng đáp ứng với ngươi, tại trong vũ trụ của hắn, Chu gia được hưởng số mệnh thiên tôn vĩnh cửu sao? Chu Viêm nói mỉa mai, mặt Chu An lại biến sắc. Chu Viêm thật ra đoán được ý nghĩ trong lòng Chu An, liền nói: Chu An, không có gì phải kỳ quái, chuyện của Lâm Mông vũ trụ ta cũng biết không ít đâu. Chu An chợt cười khổ lên tiếng nói: phụ thân, lúc đầu quả thật là ta không đúng, có lẽ khi đó nếu ta không lựa chọn phản bội, ngài sớm đã đem Lâm Mông giết chết đi rồi. Oán hận quá lớn khiến cho Chu An không còn gọi Lâm Mông là thầy nữa, mà là kêu thẳng tên. Trước khi bị Lâm Mông giết, ta cũng đã từng hỏi qua vấn đề này. Hắn trả lời đúng là Chu gia vĩnh viễn hưởng mệnh thiên tôn, nhưng không phải Chu An ta vĩnh viễn hưởng mệnh thiên tôn mà là người khác. Lúc đó
khi phản bội ta, không nghĩ tới có ngày hôm nay sao? Chu Viêm mặt lộ vẻ giận dữ chất vấn. Đích xác là không nghĩ tới, nhất là ta không nghĩ tới lại có thể chết ở trên tay sư tôn của ta, người mà ta tôn kính nhất, chính là vì cái tên Tần Vũ đấy. Chu An căm hận nói, quy trách nhiệm về tội lỗi, cái chết của hắn càng cần phải gán trên đầu Tần Vũ. Nếu như là Tần Vũ giết hắn, hắn còn cam lòng chịu đựng. Lâm Mông kia vì Tần Vũ mà giết hắn, khiến cho hắn có phần không chịu đựng được. Ồ, Chu Viêm đột nhiên thở dài. Chu An, sư tôn của ta Hồng Mông lúc đầu cũng không giúp đỡ ta, mấy năm nay ta cũng đã nghĩ qua, nó đến cũng không trách được bọn họ. Chu An sững sờ, tại trong ấn tượng của hắn, Chu Viêm cũng không phải là loại người nói những lời như thế. Bọn họ đạt đến cảnh giới ấy, cho dù chúng ta là thiên tôn, bất quá cũng giống như con kiến hôi tầm thường, mà chỉ có người cùng tầng lớp với bọn họ mới có thể là bằng hữu, là đối thủ. Ta nghĩ cho dù đổ lại là ngươi, là ta, cách lựa chọn cùng bọn họ cũng không sai biệt nhiều lắm đâu. Chu Viêm nói, phụ thân, hôm nay chúng ta đều là người chết qua một lần, ta cũng từng đảm nhiệm qua thiên tôn, có một số chuyện ta cần nói. Chu An tiếp tục nói, vốn cái tên Tần Vũ ở trong Lâm Mông vũ trụ cùng chúng ta đối nghịch đấy, còn hắn không biết vì sao tới cái không gian này còn mang theo nhất lưu Hồng Mông linh bảo xuất hiện. Ta tự nhận bây giờ Chu gia ở Lâm Mông vũ trụ đã hoàn toàn bất lực và e sợ cả một tên thần vương liều mạng. Vì lẽ đó, suy nghĩ đã lâu, ta hãy quyết định mang theo Chu gia mọi người đến nương tựa vào ngài. Lời nói của Chu An rất thẳng thắn, không có vòng vo chút nào. Chu Viêm lại đột nhiên cười. Chu An, xem ra ngươi vẫn còn chưa có tiến bộ chút nào. Lúc này tờ hồ cùng chúng ta vốn đã không có quan hệ gì, ta dựa vào cái gì để trợ giúp ngươi đây? Dựa vào cái gì thu nhận giúp đỡ con cháu của ngươi đây? Chu An trên mặt nóng dần lên, tiếp tục nói, phụ thân, bất kể nói như thế nào, Chu gia của đệ nhị thần giới tất cả cũng là con cháu của ngươi. Bây giờ ta từ lâu cũng không còn là đệ tử của Lâm Mông nữa, mà chỉ là một đệ tử của Chu gia, chỉ là con của ngài. Từ khi ngươi xin làm đệ tử của Lâm Mông, Chu gia đã sớm gạch bỏ tên ngươi. Theo lý ngươi cũng nên dừng lại, không được dùng cái tên này nữa, càng không được dùng cái họ này nữa. Chu Viêm đột nhiên đứng lên lớn tiếng quát. Chu An sắc mặt lại biến đổi, nhưng vẫn chịu đựng cơn giận dữ của Chu Viêm, thấp giọng nói, phụ thân giáo huấn đúng, nhưng mong được phụ thân tha thứ. Dù sao chúng ta đều đã chết qua một lần rồi, ở trong cái không gian này một lần nữa kết hợp hai làm một không tốt sao? Càng huống chi Chu An cố ý ở chỗ này tăng cao giọng nói, tên tiểu tử Tần gia kia còn có nhất lưu Hồng Mông linh bảo, dựa theo địa vị của phụ thân hắn, bảo bối trên người của hắn cũng không phải ít, chẳng lẽ ngài cũng không động tâm? Chu Viêm cười, đó là một kiểu cười nhạo báng. Chu An, ngươi thật đúng là không có tiến bộ, chuyện gì không cần thiết vứt ra khỏi đầu óc không tốt sao? Ngươi xem trong cái không gian này có ai có thể mang theo vũ khí khi còn sống tới đây sao? Lại liếc nhìn Chu An một cái, nói tiếp, còn nữa, theo như lời ngươi nói, nhân vật tên Tần Vũ đó không phải cùng với Hồng Mông, Lâm Mông đồng cấp bậc sao? Còn hắn làm sao có thể chết đây? Ai có khả năng giết chết con của hắn đây? Chu An lại cười một tiếng, phụ thân đại nhân quá lo lắng rồi. Tần Vũ đúng là người ta hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như hắn có thể đi đến không gian này, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn mà bỏ mặc đâu. Chỉ cần chúng ta trước tiên kiềm chế được, tập hợp một số người không quen biết đi giết chết Tần Tư, dựa vào sự mê hoặc của Linh Bảo. Nếu như Tần Vũ xuất hiện, chúng ta đây coi như đã làm dậy lên cái gì đó, cũng không lộ ra sơ hở nào. Nếu như Tần Vũ không ra tay, ngược lại dẫn tới việc Tần Tư bị hại, vậy cũng sẽ chứng minh Tần Vũ tuyệt nhiên không có mặt ở không gian này, cũng không tiến vào được cái không gian này. Cho dù có người đoạt được Hồng Mông Linh Bảo, với địa vị của ngài tại đây, vật kia còn không thuộc về chúng ta hay sao? Chu Viêm vỗ tay tỏ ý khen ngợi nói, đúng rồi, không tệ, có lời nói của ngươi lần này, ta ngược lại có thể cân nhắc việc tiếp nhận con cháu của ngươi. Tại Hồng Mông không gian, trong căn nhà cỏ trôi nổi ấy, Hồng Mông và Cổ Bàn hai người ngồi đối diện với nhau, không có mặt Lâm Mông và Tần Vũ. Đại ca, ta thử qua tất cả các biện pháp đều không có cách nào sáng tạo ra bốn cái tiểu vũ trụ. Cổ Bàn rất là ảo não, vũ trụ của mình cùng vũ trụ của ba ca ca vẫn còn có chút chênh lệch, biết rõ giành giành điểm mấu chốt ở đâu nhưng lại không biết phải làm sao để giải quyết. Cũng không rõ lắm tình huống hiện tại, hơn nữa ta có cảm giác vũ trụ của ngươi đang phát sinh loại biến hóa nào đó, một loại biến hóa xưa nay chưa từng có.
Hồng Mông cũng chỉ cau mày. Trong khoảng thời gian vừa qua, Hồng Mông thật đúng là bị đả kích gấp bội lần. Sự việc phát sinh liên tục xảy ra rất nhiều, khiến cho bọn họ, những Hồng Mông trưởng khống giả, đều không cách nào đả thông được. Cổ Bàn nghe xong lời của Hồng Mông càng thêm buồn bực. Ngay cả đại ca cũng không biết, vậy nhị ca Lâm Mông, tam ca Tần Vũ thì càng không có khả năng biết được rồi. Ồ, Hồng Mông đột nhiên kinh ngạc đứng lên, trong nháy mắt mở Hồng Mông kim bảng ra, nghi hoặc nói: đây là chuyện gì xảy ra vậy? Cùng một lúc, Lâm Mông và Tần Vũ cũng cảm nhận được biến hóa của Hồng Mông kim bảng, đồng thời vội vàng tới Hồng Mông nơi này. Đại ca, Hồng Mông kim bảng quả thực có biến hóa, là chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi hai người tới, hai miệng cùng lên tiếng hỏi. Cổ Bàn lúc này cũng bắt đầu chú ý tới Hồng Mông kim bảng, nhưng thấy đầu hàng chữ tư, chữ cổ tượng trưng cho Cổ Bàn vũ trụ trên Hồng Mông kim bảng lại có phần phai nhạt một chút so với trước đây. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Hồng Mông kim bảng xuất xứ từ Hồng Mông không gian, nếu nói về thời gian, nó so với Hồng Mông thời gian xuất hiện còn trước nữa, căn bản không biết sự biến hóa của Hồng Mông kim bảng tiêu biểu cho cái gì. Tên của ta sẽ không biến mất đấy chứ? Cổ Bàn có chút lo lắng nói. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Cho dù Hồng Mông kim bảng đúng là so với ta xuất hiện còn sớm hơn tại Hồng Mông không gian, lại biến hóa như thế, ta cũng không biết tiêu biểu cho cái gì nữa. Hồng Mông bất đắc dĩ trả lời. Còn Lâm Mông với hiện tượng như thế lại càng không biết phải làm sao. Một mảnh núi non xanh biếc, Tần Tư cùng Băng Nghiên hai người đang tùy tiện phi hành. Đây là Tần Tư đáp ứng Băng Nghiên, chỉ cần mỗi khi có thời gian rảnh rỗi sẽ cùng Băng Nghiên phi hành. Đến nay Tần Tư cũng chưa rõ Băng Nghiên nha đầu kia làm sao lại thích phi hành đến như vậy. Tần Tư, chúng ta ở chỗ này dừng lại đi. Tìm một sườn núi, Băng Nghiên bay thẳng tới, nhẹ nhàng ngồi xuống đất. Tần Tư nối gót theo qua, ngồi bên cạnh Băng Nghiên. Tần Tư, cảm ơn ngươi đã đi cùng ta nhiều ngày như vậy. Gió nhẹ thổi tung bay mái tóc dài của Băng Nghiên. Nhìn nghiêng gương mặt nàng, trên mặt Băng Nghiên tràn đầy vẻ hạnh phúc thỏa mãn. Tần Tư ngượng ngùng cười nói: cái này thật ra cũng không có gì, chẳng qua là vẫn chưa rõ ngươi vì sao lại thích phi hành như vậy. Tần Tư, Băng Nghiên nhỏ giọng kêu lên, cũng không để ý tới vấn đề của Tần Tư. Tần Tư nghi hoặc đáp lại: Ngươi có thể ôm ta một cái không? Trên mặt Băng Nghiên dường như lên cơn sốt, nhìn qua hoàn toàn đỏ rực một màu. À, dù là Tần Tư biết nhiều hiểu rộng, cũng không khỏi bị lời của Băng Nghiên dọa cho khiếp sợ, giật nảy người. Ngươi có thể ôm ta một cái không? Từ sau lưng ta. Băng Nghiên lại nói thêm lần nữa. Hả? Trong đầu óc Tần Tư nhất thời một mảnh hỗn loạn, luống cuống lạng tới sau lưng Băng Nghiên, hai cánh tay run run từ phía sau với qua, hồi sau do dự hai tay vòng lại đã ôm chặt eo của Băng Nghiên. Cảm ơn. Trên gương mặt Băng Nghiên vẫn phơn phớt đỏ. Tần Tư, ngươi và Thiên thật sự rất giống nhau, ta thậm chí hoài nghi ngươi có phải là Thiên chuyển thế hay không. Hẳn là không phải chứ? Tần Tư thật ra cũng không có hoàn toàn nghe và hiểu lời của Băng Nghiên như đúng như sai trả lời. Ta và Thiên từ lúc còn nhỏ đã biết nhau. Băng Nghiên cũng không quản gì đến Tần Tư, tự mình tự nhiên tự nói ra. Lúc đó người của An Tinh giới còn chưa có cùng tiên ma yêu giới phân chia rõ ràng như vậy. Hơn nữa lúc đó mọi người luôn lui tới giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng qua là người của An Tinh giới tự hồ rất chán ghét người của tiên ma yêu giới, chủ quan cho rằng những người tiên ma yêu giới đó chính là muốn chiếm địa phương của bọn họ mà thôi. Thiên đúng là một đứa con lai, theo lời của ngươi nói đó là một nửa người của Ám Tinh giới. Hắn và ngươi có rất nhiều chỗ giống nhau, nửa người của Ám Tinh giới, tóc màu vàng, đôi mắt thật to, thậm chí tướng mạo của ngươi cũng rất giống, ngươi biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta cho rằng thật sự ngươi là chuyển thế của Thiên. Tần Tư trong lòng lạnh lẽo, hai tay đã muốn buông ra, nhưng không ngờ Băng Nghiên đúng lúc này đã đem hai tay mình nắm chặt lại. Một giọt nước mắt rơi trên tay Tần Tư. Tần Tư mềm lòng hủy bỏ ý định buông Băng Nghiên ra, ít nhất để cho nàng tiếp tục kể cho xong câu chuyện của mình. Gia gia của ta là người đầu tiên đảm nhiệm Kim Hình Quân, còn người ngươi ngày đó nhìn thấy chính là nhị gia gia của ta, đó là phó tông chủ Kim Hình Tông lúc ấy. Bởi vì quan hệ gia đình, ta vừa sinh ra vốn đã đeo theo mình một số phận nào đó, thậm chí không thể lựa chọn người yêu thích của chính mình. Nói tới đây, Băng Nghiên có chút bất đắc dĩ cười, trong nụ cười ấy còn lộ ra vẻ châm biếm biết xiết bao. Chính bởi vì Thiên coi như không thuần chính là người của Ám Tinh giới, cũng bởi vì Thiên không có hoàn cảnh hiền hách,
chúng ta bị chia rẽ một cách kiên cường và áp bức. Còn Thiên bị phó tông chủ Kim Minh Tông lúc ấy cũng chính là Nhị Gia Gia ta giết chết. Giọng nói Băng Nghiên rất bình thản, giống như là đang kể chuyện xưa của người khác không liên quan gì đến mình cả. Tần Tư nghe xong trong lòng rất chấn động, lúc này mới hiểu được tại sao Băng Nghiên đã yêu thích người ta tha thiết, lại có phản ứng với Nhị Gia Gia kia của mình như vậy. Tần Tư, ngươi có cho rằng ta để cho ngươi ôm ta là bởi vì ta đã xem ngươi như là thiên hay không? Băng Nghiên cười hỏi, trong tiếng cười chứa đầy vẻ bi thương nghẹn ngào. Tần Tư sửng sốt, không nghĩ tới Băng Nghiên lại hỏi thẳng thắn như vậy, chỉ có thể ấm a ấm ớ nói. Đúng vậy. Tần Tư, lúc mới bắt đầu ta cũng cho rằng như vậy, từ khi ngươi xuất hiện ta đã không tự chủ được đem ngươi tưởng tượng thành thiên. Băng Nghiên tiếp tục nói, nhưng sau ta lại phát hiện ta đã sai lầm rồi. Những ngày này ngươi giúp ta, ta mới thật sự suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nếu như ta thật sự xem ngươi là thiên ngày nào, có lẽ ta có thể cởi ra được cái thắt nút của tâm hồn kia, có thể không còn cùng Nhị Gia Gia chiến tranh lạnh nữa, cũng có thể khôi phục mối quan hệ giữa ta và phụ thân. Thanh âm của Băng Nghiên càng ngày càng nhỏ, bắt đầu kèm theo chút nghẹn ngào. Ổn định lại mối thương tâm trong lòng, Băng Nghiên nói tiếp, thật ra là sự xuất hiện của ngươi mới làm cho ta nhận thức rõ bản thân của mình. Thì ra điều ta vẫn vương vấn trong lòng không rời bỏ được không phải là thiên, mà là sự tộc tài chuyên chế của Nhị Gia Gia, còn có sự vô tình của phụ thân ta. Tần Tư, thật ra bây giờ ta hoàn toàn ổn định, có đem ngươi biến thành thiên, ngươi cũng chính là ngươi. Ngươi là Tần Tư, không thể thay thế cho ai khác, cũng không phải ai khác có thể thay thế được, ngươi hiểu không? Lại một giọt lệ rơi trên tay Tần Tư. Tay của Tần Tư không có buông ra, ngược lại còn ôm thật chặt. Nghiên Nhi, xin lỗi, mới vừa rồi, nhưng mà ngươi yên tâm, từ nay về sau ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào ức hiếp ngươi. Băng Nghiên tách ra khỏi vòng tay Tần Tư, xoay mình lại nhìn Tần Tư, trên mặt đã sớm tràn đầy nước mắt, không có lời nói nào. Có lẽ lúc này bất cứ cái gì cũng không cần thiết. Hai người ngay trên sườn núi này thắm thiết ôm nhau. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.